nhìn chung hiệp đấu đầu tiên mặc dù không có bàn thắng nhưng là một hiệp đấu hấp dẫn khi mà cả hai đội đều đã thể hiện được những thế mạnh, những điểm mạnh, những ưu thế, những ưu điểm của mình tại giải đấu năm nay. Hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu và trong hiệp đấu này thì đội tuyển Malaysia bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Lúc này thì hơn 8 vạn khán giả trên sân vận động Bukit Jalil của Malaysia đang chờ đợi, đó chính là bàn thắng. Bàn thắng dành cho thầy trò huấn luyện viên Tang Chen Hoang vẫn chưa thể đến sau 45 phút đầu tiên. Vậy là đã có những sự thay đổi về mặt nhân sự bên phía đội tuyển Thái Lan khi mà Pok Lo đã vào sân để thay thế cho tiền đạo Supachai. Sự thay đổi người đầu tiên của trận đấu này và đó là sự thay đổi người được huấn luyện viên Ra Sevak tạo ra. Titipan nhờ vào sự chăm sóc rất kỹ của các hậu vệ Malaysia dành cho người đội Sarawak nên Titipan đã có nhiều khoảng trống hơn một chút và anh đã có một đường truyền rất hay dành cho đồng đội băng lên và tạo ra một cơ hội nguy hiểm từ Thái Lan. Ở vòng bảng thì tất cả các trận đấu đội tuyển Thái Lan đều ghi bàn, còn trận này thì sao? Malaysia ghi bàn 3 trong số 4 trận đấu ở vòng bảng và trận duy nhất họ không thể có được bàn thắng là lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Trước màn phòng ngự tổ chức tốt của đội tuyển Việt Nam thì Malaysia đã hoàn toàn bế tắc. Ngày hôm nay thì Thái Lan cũng đã có những sơ hở nhất định nơi hàng phòng ngự và điều đó tạo ra những khoảng trống và những tình huống khuấy đảo của Rashid cũng như là Sumare. Gì mà đội tuyển Malaysia tạo ra mới chỉ dừng lại một cơ hội. Sumare khoảng trống, rất tiếc pha đón bóng hụt của Rashid. Đánh đầu, lắc đầu của Talaha. Giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tới trên sân Rajaman Kala tại Bangkok, Thái Lan. Một sân vận động có sức chứa xấp xỉ 5 vạn khán giả. Và đó cũng sẽ là một lợi thế tinh thần không nhỏ dành cho đội tuyển Thái Lan. Ngày hôm nay nếu như Thái Lan có thể rời Bukit Jalil với một trận hòa thì rõ ràng là họ là đội bóng chiếm ưu thế và cũng đúng với ý đồ của huấn luyện viên Ra Sevak. Talaha, Safari, cầu thủ Malaysia vẫn đang cố gắng kéo giãn hàng phòng ngự của cầu thủ Thái Lan. Nuru
Talaha. Kutiaba. Rashid. Rashid đã bị phạm lỗi. Đây cũng là một tình huống mà cao thủ Malaysia cần phải tận dụng. Một quả đá phạt trước khung thành của Chan Chai. Khi mà những pha bóng tấn công của Malaysia theo nhiều cách khác nhau vẫn chưa thể mang tới hiệu quả, thì đúng là họ cũng cần phải trông chờ vào những tình huống đá phạt cố định như thế này. Cao của hàng phòng ngự bên phía Thái Lan là nhỉnh hơn so với cao thủ Malaysia. Và không chiến của cao thủ Thái Lan cũng rất tốt. Rashid. Bóng đã không thể vượt qua được hàng rào. Đang làm đủ mọi cách để có thể xuyên phá hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Thái Lan, nhưng cho thời điểm này thì họ vẫn chưa thể thành công. Sumare. Trước giải đấu gần đây nhất mà đội tuyển Malaysia vượt qua được vòng bảng thì họ cũng đã có một hành trình tiến đến trận chung kết rất khó khăn sau khi để thua ngay trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta tại sân Shah Alam. Nhưng trong lượt về ở Mỹ Đình thì Malaysia đã chơi tốt và họ tận dụng rất hiệu quả những sai lầm nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam để có được chiến thắng và qua đó giành quyền góp mặt trong trận chung kết. Điều đó cho thấy rằng nếu như không thể có được một chiến thắng trong trận đấu này thì một trận hòa cũng vẫn mang tới những hy vọng nhất định dành cho các thủ Malaysia. Nếu hòa có bàn thắng thì sẽ làm thiệt thòi lớn, nhưng nếu hòa không có bàn thắng thì Malaysia vẫn hoàn toàn có thể hy vọng sẽ được về. Tham vọng của thầy trò huấn luyện viên Tang Chen-hui không chỉ dừng lại đây. Lần thứ ba trong trận đấu ngày hôm nay, thủ thành Mariak đã phải băng ra bên ngoài vòng cấm để ngăn chặn tình huống tấn công của các cầu thủ Thái Lan. Đường truyền vượt tuyến của các cầu thủ Thái Lan luôn gây ra khá nhiều những bất ngờ và sự nguy hiểm. Của Malaysia cần phải rất dè chừng với Adisak Krayshon, cầu thủ đang có được 8 pha lập công tại giải đấu năm nay. Adisak Krayshon cũng rất có duyên với khung thành của Malaysia tại vòng đấu bảng năm 2014. Thì Adisak Krayshon đã từng ghi cú đúp bàn thắng vào lưới của đội tuyển Malaysia trong chiến thắng 3-2 của Thái Lan. Vừa rồi là cú dứt điểm của Talaha. Trao cho khá nhiều những cơ hội vì những cú dứt điểm của tiền đạo báo số 9 thì vẫn chưa thể
mang lại niềm vui cho các cổ động viên nhà. Thoải mái triển khai bóng ở vùng giữa sân và chỉ bắt đầu bắt chặt ở sát và bên trong vòng cấm địa. Rõ ràng đó là một sự hợp lý về mặt chiến thuật khi mà cầu thủ Thái Lan đang phải thi đấu trên sân khách và trước sức ép của hơn 8 vạn khán giả Malaysia. Sự thận trọng không hề thừa của một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm như là Razivac. Và thoát xuống và đưa bóng vào của Safawi Rashid. Vẫn là những sự chắc chắn đến từ hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan. Chưa có nhiều cơ hội dành cho Gia Quang trong trận đấu ngày hôm nay. Trần Huệ vẫn giữ nguyên 11 cầu thủ trong đội xuất phát cho đến thời điểm này. Đó cũng có thể coi là đội tối ưu của tuyển Malaysia. Những con người tốt nhất đang ở trên sân. Malaysia có thể liên tiếp tạo ra sức ép trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Vì thể lực của các cầu thủ cũng sẽ đi xuống theo thời gian. Và việc gây sức ép liên tục sẽ khiến cho các cầu thủ đội chủ nhà gặp không ít những sự mệt mỏi. Titi Phan. Nguy hiểm. Điểm của Arisak Krayson. Sự thay đổi người thứ hai bên phía đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này. Pakom Pampak là người vào sân để thay cho Nurun. Malaysia vẫn đang giữ nguyên đội hình xuất phát, còn Thái Lan đã thay hai người. Talaha
Soumaré. Talaha. Pha tiếp bóng không tốt của Nasrul Talaha. Talaha chưa đạt được phong độ cao ở trận đấu này. Những cơ hội anh có được không phải là ít, nhưng pha xử lý của Talaha chưa đủ độ sắc. Sarawat, Litifan, đây là ba con cầu thủ mới vào sân. Vẫn là sự bình tĩnh của các cầu thủ Thái Lan. Rất khó cho Malaysia trong những pha bóng như thế này. Soumaré. Cảm giác hàng thủ của Malaysia hơi đơn độc trước hàng thủ đông người của Thái Lan. Khi mà thể lực không còn dồi dào, khi mà Malaysia không thể gây được sức ép lớn như trong hiệp đấu đầu tiên, thế trận sẽ trở nên cân bằng hơn. Soumaré. Khi mà nền tảng thể lực của cầu thủ Malaysia không còn được duy trì, đó sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ Thái Lan lấy lại thế trận và bắt đầu những đợt phản công. Trận phút đã qua thì cầu thủ Thái Lan cũng đã manh nhà có được những tình huống thực sự nguy hiểm. Đang chơi khá bình tĩnh. Rashid. Dứt điểm từ xa. Từ đầu trận đến giờ thì Safawi Rashid rất chăm chỉ tung ra những cú dứt điểm về phía khung thành của Thái Lan. Điểm độ chính xác trong những cú dứt điểm của anh không cao một chút nào. Bây giờ chúng ta mới thấy được những cú phân bóng quen thuộc của Sarawat. Cầu thủ đã có được 4 tình huống kiến tạo ở giải đấu năm nay. Trong hiệp 1 thì Sarawat đã được các cầu thủ Malaysia chăm sóc rất kỹ lưỡng. Bây giờ thì huấn luyện viên Tang Chen Hue mới tung ra sự thay đổi người đầu tiên. Soumaré đã phải rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ áo số 20 Haswan. Trong hiệp 1 thì Soumaré là một trong những cầu thủ thi đấu năng nổ nhất. Anh cũng đã có một tình huống thực sự nguy hiểm trước khung thành của Thái Lan. Những cú dứt điểm của Soumaré lại đi trên khung thành của Chat Chai trong gang tấc. Haswan Bakri vừa vào sân là tiền đạo năm nay 27 tuổi. Anh đã có được 7 bàn thắng trong số 29 lần đã qua khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia và là cầu thủ của câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim giải vô địch quốc gia Malaysia. Bakri
trong trận đấu này cho đến thời điểm hiện tại. Rất tiếc cho Malaysia. Pha phối hợp nhanh và hiệu quả của các cầu thủ Malaysia. Một tình huống đập nhả rất nhanh và người đã chuyền bóng cho Talaha chính là Gia Quan. Rất nhiều những cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ Malaysia. Họ vẫn chưa thể làm cách nào có thể khoan thủng mảnh lưới của thủ thành Chat Chai. Rất nguy hiểm. Đó là cú dứt điểm của Titi Phan. Phản công của cầu thủ Thái Lan luôn tiềm tàng rất nhiều những nguy hiểm. Đúng là đi đến vòng bán kết của giải đấu khi mà các đội bóng đều đã thể hiện được thương lực của mình. Và khi mà thể thức đấu loại trực tiếp được áp dụng thì rất khó có những trận đấu cách biệt nhiều vòng bảng. Sự chặt chẽ là điều mà các đội bóng luôn hướng tới ở các trận đấu loại trực tiếp như thế này. Để trước khi hướng đến chiến thắng thì phải đảm bảo là không thua cái đã. Thái Lan đã chơi thận trọng trong trận đấu ngày hôm nay. Và sự thận trọng đó vẫn đang mang tới một kết quả mà không bàn thắng trên sân vận động có sức chứa hơn 8 vạn khán giả Bukit Jalil. Khí cực kỳ nóng bỏng nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến với đội chủ nhà cũng như là đội khách. Việc không thể có được bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại đang vô tình tạo ra những sức ép và những áp lực rất lớn lên đôi chân của các trò huấn luyện viên Tang Chen-hui. Thời điểm này thì đã có 2 trận đấu tại AFF Cup năm nay không có bàn thắng nào được ghi. Đó là trận Myanmar gặp đội tuyển Việt Nam ở bảng A và trận đấu ở lượt trận cuối cùng bảng B, Indonesia gặp Philippines. Điều đó có nghĩa là tất cả các trận đấu có sự có mặt của tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia tại giải năm nay ở vòng bảng thì đều đã có những bàn thắng được ghi. Trong lịch sử 11 lần đối đầu của hai đội tại đấu trường AFF Cup thì chỉ có một lần có kết quả hòa 0-0 mà thôi. Đó là tại vòng đấu bảng năm 2010. Số lần dứt điểm của Malaysia đang nhiều gần gấp 3 lần của tuyển Thái Lan. Nhưng hiệu quả mà hai đội tạo ra là như nhau. Là hai con số 0 trên bảng tỷ số của trận đấu. Một cuộc so tài có thể nói là cân tài cân sức. Và những diễn biến như thế này sẽ vẫn còn hứa hẹn sự kịch tính ở trận lượt về sau 4 ngày nữa. Titi Phan. Là cao thủ Thái Lan. Talaha. Talaha đã lùi về rất sâu để lấy bóng. Phía trên đang là Gia Quan và Rashid. Không hề có lỗi của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Thái Lan. Sarawat. Rồi chúng ta đã thấy được nhãn quan chiến thuật rất hay của Sarawat với đường kiến tạo dành cho
Alisson Faison. Đã có những dấu hiệu xuống sức bên phía các cầu thủ của đội chủ nhà Malaysia. Ra một thế trận lấn lướt trong hiệp đấu đầu tiên nhưng không thể đạt được hiệu quả, đó là bàn thắng. Cầu thủ đang bị đau bên phía Malaysia là Mohd Ishak. Và đây là sự thay đổi người thứ hai bên phía đội chủ nhà. Mohd Ishak bị chấn thương và nhường chỗ cho số 21 Nazirul Hasim. Sự thay đổi người hàng phòng ngự của các thủ Malaysia. Lúc này thì mỗi đội đều đã thực hiện hai quyền thay người. Safari, Bakri, đường truyền của Rashid. Krasson. Trong 4 trận đấu vòng bảng thì có 3 trận Alisson Krasson ghi bàn. Trong đó trận gặp Timor-Leste anh ghi tới 6 bàn. Trận khó khăn nhất của đội tuyển Thái Lan là trước Philippines, Alisson Krasson không có bàn thắng nào. Và ngày hôm nay thì anh cũng đang gặp nhiều khó khăn trước một chủ nhà Malaysia hưng ngược khí thế. Khoảng trống. Cú dứt điểm của Rashid. Vẫn là sự thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng của các cầu thủ Malaysia. Phối hợp khá hay của cầu thủ Malaysia. Nhưng rất đáng tiếc là Rashid lại không thể có được một cú dứt điểm chính xác về phía khung thành của Chat Chai. Khi tấn công nhiều không ghi được bàn thắng cũng sẽ gây ra những vấn đề về mặt tâm lý đối với các cầu thủ Malaysia. Kể bây giờ nền tảng thể lực của các cầu thủ Malaysia cũng đã bị suy giảm khá nhiều sau một hiệp đấu căng sức. Rashid đã nằm sân và một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài Aboubakar rút ra để dành cho cầu thủ áo số 21 Boklo. Cản người trái phép của Bắc Lò. Bắc Lò cũng đã có được một bàn thắng dành cho các cầu thủ Thái Lan tại giải đấu năm nay. Đây cũng sẽ là một cơ hội để cho các cầu thủ Malaysia có thể tạo ra sự khác biệt. Malaysia. Những chiếc bóng này đang là Safawi Rashid.
sâu. Khó khăn không nhỏ đang chờ đợi huấn luyện viên Tan Chen Hue và các cầu thủ Malaysia trên sân Rajaman Gala. Nếu như họ không thể có được bàn thắng để tạo lợi thế trong trận đấu này trên sân nhà. Malaysia và cả Thái Lan đều còn một quyền thay người nữa trong trận đấu này. Cơ hội. Pha đưa bóng vào của Gia Quan. Đã đăng băng vào trong tình huống vừa rồi là cầu thủ vào sân trong hiệp 2 Ahmad Aswan Bakri. Cầu thủ Thái Lan vẫn đang thể hiện được sự lì lợm và bản lĩnh của mình. Họ vẫn đang chờ thời cơ. Chút nôn nóng nào bên phía cầu thủ Thái Lan. Rất chậm rãi và bình tĩnh. Mika Chalampom Sarawat. Các cầu thủ Thái Lan lùi về rất nhanh. Trước khi giải đấu này diễn ra thì Malaysia đã có 8 lần lọt vào bán kết của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Trong 8 lần đó thì 5 lần họ phải dừng bước ở vòng bán kết và 3 lần lọt vào trận chung kết. Một lần vô địch năm 2010. Trong khi đó thì đội tuyển Thái Lan đã 9 lần lọt vào bán kết và tỷ lệ vào chung kết của họ rất cao. 8 chiến thắng tại bán kết với 5 lần vô địch. Bakri. Rồi đã hơi chậm khi mà hàng phòng ngự của Thái Lan đã bịt mọi lối về phía khung thành của Cha Cha. Lần duy nhất mà đội tuyển Thái Lan thất bại tại bán kết của một kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á cách đây 20 năm. Đó chính là trận thua 0-3 trên sân vận động Hàng Đẫy trước đội tuyển Việt Nam. Lại thì họ luôn luôn có được những chiến thắng tại vòng bán kết. Phút thứ 80 rồi. Tỷ số trên sân Bukit Jalil vẫn đang là không đều. Malaysia không còn tấn công được dồn dập nữa bởi vì thể lực của họ đã đi xuống. Thái Lan thì có lẽ họ sẽ hài lòng hơn nếu như kết quả này được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc lượt đi. Nhiệt đầu trong những phút cuối này, Thái Lan sẽ tặng cho cao thủ Malaysia một món quà. Tình huống chớp thời cơ của Arisak Krayshon. Sẽ luôn mang tới những sự nguy hiểm dành cho hàng phòng ngự của Malaysia. Cuối trận sẽ là khoảng thời gian mà các cầu thủ Thái Lan có thể sẽ tăng tốc. Rõ
ràng là việc có được bàn thắng trên sân khách sẽ mang lại ưu thế rất lớn cho cao thủ Thái Lan khi được thi đấu trên sân nhà trong trận bán kết lượt về. Như vậy là Gia Quan đã phải rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ áo số 10, đó là Mohamed Fauzi. Trận đấu mà Gia Quan đã không có được nhiều những cơ hội. Sẽ thay đổi người thứ ba bên phía đội tuyển Malaysia. Số 8 Gia Quan, người mang áo đội trưởng, lúc này đã rời sân. Rất chậm rãi. Đường truyền của Sarawat, Mika, Arisak Raison kịp không? Lúc này thì Arisak Raison đã có được 8 pha lập công. Anh đã cân bằng được với thành tích của Bang Bang Pamukkas năm 2002 và vẫn còn kém kỷ lục của Noah Lamsa năm 2007 hai bàn nữa. Trong lịch sử thì đội tuyển Thái Lan cũng là những người chiếm ưu thế trong những cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới. Terasin Danda đang là cầu thủ nắm giữ nhiều lần giành danh hiệu vua phá lưới nhất với 3 lần vào các năm 2008, 2012 và 2016. Và năm nay thì cơ hội này đang được trao cho Arisak Raison. Lúc này thì Arisak Raison đang tạo ra khoảng cách 4 bàn so với vị trí thứ hai của Talaha. Vẫn là những sự nóng vội đến từ phía cao thủ Malaysia. Họ đang thực sự bất lực trong việc khoan phá hàng phòng ngự của cao thủ Thái Lan. Một trận đấu mà chúng ta đang được thấy sự cao tay của huấn luyện viên Milovan Rajevac. Arisak Raison. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho cao thủ Thái Lan. Malaysia đã nằm sân vì quá mệt. Còn trên khán đài thì các cổ động viên của cả hai đội đều đang còn rất sung sức và đang cổ vũ rất nhiệt tình. Phút thứ 85. Đối đầu của hai hội cổ động viên Ultra Thái Lan và Ultra Malaysia. Thời gian của trận đấu chỉ còn lại khoảng 5 phút nữa.
và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0 trên sân vận động Bukit Jalil. Một tỷ số không thể làm hài lòng các cổ động viên của Malaysia. Họ rất cần có bàn thắng trên sân nhà để có thể tạo ra lợi thế trước trận lượt về trên sân khách. Đây là cơ hội dành cho các thủ Malaysia. Một pha bóng kịp thời của Mika. Tại giải đấu năm nay, Malaysia đối đầu với một bóng được đánh giá cao hơn mình. Ở trận trước thì họ đã để thua được tuyển Việt Nam với tỷ số 0-2. Và trận này được thi đấu trên sân nhà, nhưng Malaysia vẫn chưa thể tận dụng ưu thế đó để có được bàn thắng. Có thể thấy rõ nỗ lực và quyết tâm của các thủ Malaysia, nhưng đẳng cấp của họ là chưa đủ để có thể vượt qua được hàng phòng ngự của tuyển Thái Lan. Sarawat. Rashid. Chuyền bóng qua lại rất nhiều. Những tình huống cuối cùng, những tình huống quyết định thì chưa đủ sắc bén. Đây có thể sẽ là trận đấu đầu tiên tại giải đấu năm nay mà Thái Lan không ghi bàn. Kết quả hòa này cũng đủ mang đến những lợi thế nhất định cho họ trước khi trở về sân nhà Rajaman Gala. Các cầu thủ Thái Lan vẫn đang cho thấy được sự bình tĩnh. Đây là sự thay đổi người thứ ba bên phía đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này. Người rời sân chính là Adisak Raisorn, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, dẫn đầu trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới tại AFF Cup năm nay. Và vào sân thay cho anh là Chananan Kombufa. Một tiền đạo nhưng lại mang áo số 2 vừa vào sân để thay cho Adisak Raisorn. Cho hiệp đấu thứ hai, đây là một trận đấu mà huấn luyện viên Brazil Bắc ưu tiên khâu phòng ngự, vì thế nên cũng không có nhiều những cơ hội dành cho Adisak Raisorn.
cơ hội được dành cho Rashid. Nhưng thêm lần nữa thì anh lại tiếp tục gây thất vọng với các cổ động viên của Malaysia. Đây là lần thứ 8 Rashid tung ra cú dứt điểm về phía khung thành của Chan Chai nhưng đều không đi trúng đích. Các cổ động viên của Malaysia đã chờ đợi bàn thắng đã quá lâu rồi. Thời gian dành cho thầy trò huấn luyện viên Tang Chen-hwe là không còn nhiều. Trong khi đó thì các cầu thủ Thái Lan vẫn đang rất bình tĩnh. Jonathan Gryson hay Telasin Dangda đã khiến cho huấn luyện viên Rajivak có cách tiếp cận các trận đấu thực dụng hơn rất nhiều so với một phong cách truyền thống của các cầu thủ Thái Lan. Dứt điểm không thành công của Bamphong Bamphak. Những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ Malaysia. Giây cuối cùng của trận đấu, các cổ động viên của Malaysia vẫn đang chờ đợi một bất ngờ. Và đây có lẽ là tình huống phạt góc cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và đó cũng là cơ hội cuối cùng dành cho các cầu thủ Malaysia. Hầu như tất cả các cầu thủ Malaysia cũng đã dồn lên bên phía phần sân của cao thủ Thái Lan. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc là Talaha. Hy vọng cuối cùng của cao thủ Malaysia không thành công rồi. Và đúng này, trọng tài Abubakar đã lùi còi kết thúc trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Thái Lan. Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Một trận đấu mà cao thủ Malaysia đã thể hiện sự vượt trội ở quyền kiểm soát bóng và số pha dứt điểm về phía khung thành của Chan Chai. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Tang Chen-hwe đã không thể đạt được mục tiêu, đó là có bàn thắng vào lưới của đội tuyển Thái Lan. Đây là một trận đấu rất thực dụng của huấn luyện viên Milovan Rajevac.